Anh Nhí ơi, anh Nhí ơi, anh Nhí à, trời đất ơi, ông ngủ kiểu gì vậy ông Nhí? Chạy cá gì không có khách gì hết, nằm ngủ phải ra luôn à? Ủa khách hàng đâu hết rồi? Bình thường cái giấc chiều chiều đầu giờ chiều là khách nhiều lắm mà hôm nay không có ai hết, nằm ngủ đã không? Trời đất ơi, nằm kiểu gì vậy ông nội? Cái này cái võng hay cái gì vậy? Ủa này cọng dây mà, cọng dây sao nằm hay vậy ông Nhí ơi? Ê, ê, ê. Gì vậy? Ủa mà cái ghế bố ông đâu? Ghế bố tao nó gãy, tao bỏ cho chai rồi. Trời đất ơi, găng cọng dây vậy lên được không? Ông nằm nó đứt cái chết á. Trời đất ơi, cái này có gì đâu, ra chợ mua cái ghế bố gì à, 200-300 ngàn à, ghế dởm cũng được. Mình nằm kỹ kỹ nó cũng lâu gãy lắm. Hoặc là mua cái võng, nằm cọng dây vậy sao được. Ông đừng có tào lao quá ông ơi. Cái này cọng dây dù mà. Ê ê ê ê ê ê, ê cái thằng này. Cái mày, mày đưa nhẹ nhẹ thôi, mày đưa kiểu đó tao văng tao ra ngoài luôn á. Thôi ông ơi, ông đừng có lý thuyết làm chi. Ông tào lao thì có, hết chuyện nằm cọng dây, mệt ông quá giỡn hoài, ngồi dậy. Cậy tao đừng nghe mày, trưa nắng mày ngủ trưa qua tao gì vậy? Hôm nay tôi qua đây á, chủ yếu là tôi tặng cho ông một món quà hôm bữa sinh nhật ông đúng không? Tôi tặng cho ông cái gì? Mày tặng tao bộ cắt móng tay móng chân á. Cái đó là giỡn chơi thôi, hôm nay mới là phần quà thiệt nè. Đó. Ngon ngon mày. Bây giờ tôi đi về tôi lấy quà. Thấy ông nằm tội nghiệp ông quá. Cái gì đâu mà tiền bạc không lấy ra mua mà nằm kiểu này té chết đó nha. Nè, rút ra cái là té nè. Sao mày sao? Tao đang nằm mà mày rút rút rút. Đó. Xúc á. Mới đưa vài cái là giãn cọng dây rồi đó. Phát minh gì mà lạ lùng không biết. Mày nói mày tặng tao. Tặng cho ông món quà cực kỳ ý nghĩa luôn. Đó là món quà ông đang cần luôn. Ê, ê, mày giỡn là thiệt, tặng tao gì? Tặng cho ông cái giường. Cái giường hả? Thôi cái giường tao có rồi mày ơi. Mày đừng nói mày tặng tao cái giỏng nha. Cái này nó ghê gớm hơn cái giỏng luôn. Thôi mệt quá, chờ chút xíu tôi về tôi lấy qua liền. Trời ơi, mày về mày lấy đi. Ok, chờ chút xíu. Cái gì đâu mà tiết kiệm, nằm cọng dây thấy gớm à. Ông Nhí ơi, mở cửa, mở cửa. Ông Nhí, mở cửa, mở cửa. Rồi, ra liền, ra liền. Lẹ lên, lẹ lên. Hàng tới, hàng tới. Ê, nặng quá ông ơi, cầm giùm tôi coi. Cầm giùm, cầm giùm, cầm giùm. Ây da, trời đất ơi. Ây, rồi đem vô nhà đi. Đồ ăn quá quá trời mày. Đồ ăn quá trời đó. Ủa mày đem gì quá à? Đồ ăn. Cái này là cái gì mà ăn? Cái này là đồ ăn trưa của tôi đó ông nội. Ăn không? Thôi mày ơi, cái này đâu có ăn được. Sao không ăn được? Cái gì đâu mà mấy cái này là mấy cái gì đây? Củ cải đỏ, có gì đâu. Sao mày ăn uống kỳ vậy? Rồi. Cái này tôi nói ông nghe nè, ăn ngon lắm đó nha. Rau củ quả, ăn tốt cho sức khỏe lắm đó. Sao mày có bị mát không? Mày ăn mấy cái này sao ăn? Sao không ăn? Mày đừng có khùng quá mày ơi, cái này đồ sống không mà sao ăn? Cái này cái gì đây? Cái này là củ cải đỏ. Ủa cái này bí. Rồi, ngồi xuống quất, chấm muối ớt. Thấy không, đã không? Mày ăn mấy cái này mày coi chừng ở cái bụng mày á. Sao coi chừng? Tùy theo cái thái độ của ông như thế nào á, tôi mới cho ông món quà này. Ghế bố. Ê, 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 cái này mày lâu lâu mày đổi món mày ăn nó lạ miệng cũng ngon á. Cái này ăn đâu có ngon. Ngon sao ngon mày, nó bổ á. Ngon không? Ừ. Quá ngon luôn mày ơi. Ngon không? Ngon quá. Hả? À, rồi. Trời ơi, cái này trưa mà tao nằm thì thôi luôn.
cái này nè tôi tặng cho ông đó, nhưng mà tùy theo thái độ của ông như thế nào. Thái độ tao uy tín mà thằng này. Rồi ok, ngồi xuống ăn. Ăn trưa đi, ăn cơm chưa? Chưa. Rồi bây giờ hai anh em mình ngồi quất hết dĩa này đi, rồi bắt đầu ông lấy món quà tôi đi về. Rồi đầu tiên là tôi mời ông ăn trái này. Trái này trái gì mà mời tao ăn? Trái này á là trái khế non đó, ăn nó chua chua ngọt ngọt đã lắm. Tao dòm tới dòm luôn tao thấy trái này nó không có giống trái khế. Trái này nó lạ quá mà mày ăn vô lỡ có gì chết luôn mày. Thôi mày ơi, mày ăn đi. Vậy không ăn hả? Không. Vậy tôi ăn mình. Mà tôi ăn một mình á là cái ghế bố. Á. Cái này. Để tao thử. Thử ha. Thử. Ok, thử đi. Ăn chứ thử gì? Ăn thiệt chứ thử gì? Nè. Rồi, chấm vô ha, chấm ngập ngập vô. Chắc nó chua dữ à. Rồi quất thử coi. Ghê bố. Bình thường á vậy không? Ngon không? Ngon mà. Chua thanh. Chua thanh tăng hơi nhiều, thanh nhiều quá. Nói chung ghê bố thì ngon. Chua quá. Chảy nước mắt mày luôn rồi kìa. Chua quá. Trời đất ơi, ông này ông ăn dữ rồi ta. Nó chua banh xác luôn bà con. Nó chua mà chua banh xác luôn á. Ngọt không? Ngọt. Ngọt đúng không? Chua là đem ghế bố về thôi. Ê cái thằng này mày ăn ngon hay mày. Rồi xong rồi phải không? Chua quá. Ừ. Nhưng mà nó ngon không? Ngon. Ngon đúng không? Rồi làm thêm đi. Thêm nữa. Ừ. Này dưa leo. Cái này mà không biết ăn nữa thua ông luôn á. Bẻ ra. Rồi cái này là để dành. Chút xíu nữa mình ăn mấy món này nè. Cái mình ăn kèm. Cái này dưa leo mà có gì đâu. Đúng rồi. Rồi bỏ dưa leo xuống. Quất đi. Cái này ăn không được đâu á. Sao không được? Cái này thường thường là nấu chín mới ăn. Ông tào lao á. Cái này là món ăn khoái khẩu của con thỏ đó. Con thỏ nó ăn đâu cần nấu chín đâu. Con thỏ nó ăn được thì con ngừ mình cũng y chang à, ăn được bình thường. Quất đi. Thôi mày đừng rảnh mà mày ơi. Cái con thỏ mà đi so sánh với con người. Cái này củ cải đỏ ăn bình thường mà ta. Nhưng mà cái củ cải đỏ này mày ăn sống nó không có ngon đâu. Ghê bố. Chắc tao nghĩ ăn chắc ngon á. Ăn bình thường, ngon bình thường. Tôi ăn trước cho coi nè. Nè nè. Chấm muối. Thấy không? Nè. Ừ. Ngon quá. Muối vô. Không. Ừ. Ngon không? Nó kỳ lắm mày. Ghê bố. Ngọt. Nó có cái mùi giống trái xài á mày. Không tào ao á. Giống trái đu đủ. À đúng rồi. Ừ. Ngon không? Không ngon. Sao không ngon? Ừ. Nó cũng ngọt ngọt á. Cái này tôi nói ông nghe nè. Nó khó ăn chút xíu. Nhưng mình ăn tươi vậy nè. Nó tốt cho sức khỏe. Ừ. Rau củ. Đúng rồi, rau củ mà. Ăn hết đi. Ê mày ăn từ từ thôi, ăn hết nó đâu có, mày đâu có thưởng thức hết cái vị ngon của nó. Ăn hết đi, không biết. Ăn hết đi. Cắn cái cho đã coi. Mày cái thằng này. Đúng không? Hồi đó tới giờ á, có bao giờ ông ăn cái củ này nè mà ông ăn sống chưa? Chưa. Đúng rồi. Hôm nay là tôi cho ông trải nghiệm mới. Đó. Mà thấy ngon không? Không. Ghê bố. Nói chung mà nó lạ miệng. Đúng rồi, nó ngon mà. Mình ăn lâu lâu mình thấy nó lạ cũng được. Đúng rồi. Rồi, ăn cái khác. Tại vì chưa quen thôi. Ừ.
Quấn ơi. Ê, cái gì nữa mày? Cái này là bí đỏ. Bí đỏ. Ôi mày ơi, mày đừng có khùng quá mày ơi. Mấy cái này là ăn nấu canh với ai mà ăn sống vậy? Rồi, tôi đi về nha. Ăn một mình xong đi về nha. Ừ. Ghê bố. Thôi nghĩ chắc ngon, mà nếu mày ăn được tao ăn được à? Tôi ăn đâu có được. Mày ăn không được mày cho tao ăn, thằng này. Bước nè. Vô, tôi ăn cụng luôn nè. Rồi, vô. Mày nó lạ quá. Bí đỏ thơm ngon ngọt. Tao nói mày nấu khó ăn gần chết mà mày nói ngon gì? Không, nó chỉ cứng thôi. Cảm nhận. Nó có vị ngọt. Cái này dễ ăn hơn. Cái này nè, dễ ăn hơn cái này nè. Nhưng mà nó cứng hơn thôi. Nó cứng hơn. Nó giống như là cái nó dở hơn củ khoai lang sống. Củ khoai lang sống mà ăn cũng giống nhưng mà nó ngon hơn cái này. Nó giống như là khoai lang sống vậy đó. Cái này hồi nhỏ tới lớn á, lần đầu tiên tôi ăn sống luôn á. Sao mày hay nghiên cứu mấy cái lạ mày mệt mày. Cho tôi dừng cuộc chơi được không? Ê được. Ê vậy mình dừng. Ghê bố. Ê mày ăn đi chứ hết gì mày. Ăn cho nó hết đi thử cho nó lạ ngon. Tao thiệt mày, từ đó giờ chưa bao giờ ăn cái củ bí đỏ mà ăn sống vậy. Ăn giống khoai lang quá à. Cảm gì vậy? Quốc ơi, mày đừng có nói với tao là cái trái ớt thì mày bỏ mày ăn, mày chấm muối mày ăn luôn nha. Chấm muối ăn bình thường mà ông nội. Thôi mày ơi, nó hư miệng đó. Nó cay xé miệng mày luôn á. Rồi thôi tôi về ha. Ông tự bỏ cuộc chơi đúng không? Tao rồi. Trùng ăn cay á. Quốc đi. Chấm muối vô. Tao thì tao muốn chấm nhưng mà hai cái tay tao không muốn chấm. Vậy thôi tôi đi về thôi. Hết cách rồi. Từ từ không làm dữ vậy. Rồi chấm muối vô. Đây nè, mày cũng một trái nè mày. Ủa tôi có hả? Chứ mày cái món của mày bày ra mà. Vô. Cái này mới căng nè. Nhai đi. Vô. Vô. Ăn cái này phải nhắm mắt lại mới đã. 1, 2, 3 vô. Nhắm mắt lại. 1, 2, 3 vô. Oh no. Cay không? Sao mày không cắn thằng quỷ? Cắn nè. Cắn đi, mày cắn thử đi mày biết. Ui bình thường ông yếu vậy. Nó cay lắm mày ơi. Tao nói mày ớt sống á mà mày ăn không á là phải dưới đồ ăn. Đồ ăn đây. Có luôn. Quốc ơi. Mày sao mày dứt đi. Cái này là khổ qua non. Cái này á mình chấm với muối ớt nó đã lắm. Bây giờ ông có ăn không? Không. Thôi. Mày ăn đi, tao không ăn đâu. Không ăn đúng không? Không ăn tôi ăn. Tôi ăn là ghế bố tôi đem về á. Tôi nghĩ ăn được á. Ngon lắm. Đơn giản. Rồi chuyện nhỏ thì cứ quất đi. Ủa qua người ta còn ăn sống nữa mà. Rồi dứt vô. Ghế bố. Ghế bố. Từ từ. Ngon không? Chắc tao chọi mày luôn quá. Tao chọi mày á. Quá đắng. Rồi vậy thôi tôi đi về. Ghê bố. Đây. Sao đắng? Đâu đắng nè không? Chấm ăn từ từ thôi. Nè tôi ăn ông coi nè. Thấy không? Hay á. Sao mày nhả là mày. Sao mày khôn mày ăn là mày. Vậy là mày dở rồi. Nè tao quất miếng nữa cho mày coi nè. Nó mát lắm. Ghê vậy ta.
Cái ổ qua nè nó mát lắm. Nó nên thuốc á. Ăn trị bệnh mà. Ghê bố, ăn hết trái, hết trái. Tao ký vô món ác mẹ chứ ăn hết trái mẹ ăn đi. Thôi món khác. Đây. Ê, chắc tao nghỉ quá mẹ. Rồi nghỉ kệ ông thôi, đem cái bố về. Rồi sao? Thôi chắc kệ mình thử làm đi cho biết. Đúng rồi, mấy cái này là rau củ quả không à. Đâu có phải gì lạ đâu sợ. Quốc ơi. Hồi nhỏ lớn có ăn thử chưa? Chưa. Cái này chưa. Là bí đỏ. Phải không? Cái này là giống củ dền. Củ dền, này là củ dền. Rồi thử ha. Củ dền này á, khi mình luộc sực sực cái ăn cũng rất là ngon. Cho nên tôi nghĩ là khi mà nó sống á, ăn vẫn ngon. Nè thử nè. Ngon. Ngon. Cái này mà ngọt gì mày ăn sống mà đâu. Ngon, thử coi. Thử. Thấy không? Ngọt thấy không? Ngon không? Rồi ghế bố. Ngọt ha. Ngọt. Cái này là mày biết ăn bổ máu rồi. Quá ngọt. Cái này ngon à. Chịu món này. Ngon ha. Được không? Nó hơi cái kiểu như nó có vị ngọt mà nó hăng hăng. Nó hăng hăng. Nó còn sống mà. Ngon không? Đương nhiên là không ngon rồi mày xong. Rồi không ngon tôi về á. Hôm nay bao cho ông ăn nguyên một chầu vậy nè. Mà ông chơi không à. Trong các cái món nãy giờ mình với ông Nhí ăn á, cái món mà khó ăn nhất á là trái ổ qua. Nó rất là đắng anh em. Khi mà mình ăn sống á, nó đắng lắm. Nó đắng mà mình không quen là mình ăn không nổi luôn. Cái thứ hai là cái củ này. Cái củ này khó ăn nè. Cái này là bí đỏ nè. Ăn nó cứng lắm, nó cứng ngắt à. Mà nó kiểu nó không được ngọt. Nó còn sống nó không được ngọt. Còn cái này thì dễ. Cái này là cà rốt. Cà rốt này nhiều anh em ăn bình thường. Rồi dưa thì cũng dễ ha. Cái trái này mới ghê nè. Nó chua banh xác luôn. Đó. Rồi bây giờ ông lấy con dao ra gọt lại. Tôi đem về tôi nấu canh chứ không có bỏ. Tao có cái này mày nấu canh ngon lắm á. Rồi lấy tôi miếng nước luôn nha. Với con dao ra tôi gọt lại. Rồi tôi đem về nhà tôi nấu canh tôi ăn. Ok, một trải nghiệm cực kỳ mới cho ông Nhí luôn ha. Vậy ta nằm thử nha. Lên nằm thử đi, ông làm gì hí gớm vậy? Tao thèm cái ghế bố này lâu lắm mà tao chưa dám mua đó mày. Tiền ông để làm gì tôi không biết được luôn. Tiền bạc cứ bỏ trong tủ không à. Còn mấy cái món lặt vặt vậy nè, gia dụng vậy nè, không có mua. Đó, rồi ngủ giấc ha. Quá sướng mà. Rồi ngủ giấc đi. Về á. Thôi về bển đi. Rồi. Ăn nữa. Thôi mày đừng gớ mày về bển đi để tao ngủ miếng đi. Rồi cảm ơn nha. Rồi, có gì đâu anh em không à, mở cửa. Rồi. Ok.